Các bạn có thể thêm một cái người thứ hai hoặc người thứ ba nào đó bất kỳ vô để quản lý cái kênh YouTube của các bạn thì các bạn làm như sau. Đầu tiên là chúng ta phải đăng nhập vào kênh YouTube thông qua cái Gmail. Sau đó các bạn thực hiện nhấn vào cái icon ở góc mục giờ. Các bạn nhấn vào YouTube Studio nè. Rồi, ở đây là toàn bộ cái thông tin của kênh ha. Thì chúng ta sẽ tiến tới phần cài đặt. Ở phần cài đặt này, các bạn nhấn vào phần quyền. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào quyền. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai loại quyền. Thứ nhất là quyền về tài khoản thương hiệu, các bạn có thể bỏ qua phần này. Và chúng ta chỉ cần quan tâm tới cái phần chuyển các quyền truy cập sang YouTube Studio. Bạn nhấn vào chuyển quyền truy cập. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái nút là mời. Thì các bạn nhấn vào mời. Rồi các bạn điền cái email của cái người được mời. Sau đó các bạn nhấn chữ ở dưới thì nó sẽ show ra cho các bạn nè. Người quản lý là người có thể xem tất cả các nội dung nè, quản lý quyền nè, phát trực tiếp nè và chỉnh sửa và xóa nội dung. Thứ hai là người chỉnh sửa thì các bạn tùy vào cái mục đích mà các bạn chuyển cho người ta cái quyền truy cập để người ta quản lý đó thì các bạn nhấn vào từng cái quyền cụ thể ha. Sau khi mà làm xong thì chúng ta nhấn chữ xong và chúng ta nhấn chữ lưu lại thì cái người được mời á họ sẽ nhận được một cái email và ở cái chỗ này nó sẽ hiện trạng thái là cái người được mời đang là trạng thái gì, pending hay là đã approve rồi và cái quyền của họ đang là quyền gì. Như vậy là xong rồi, các bạn có thể mời người khác join vào kênh của bạn một cách đơn giản như vậy thôi.